Rolls-Royce không hổ danh là công ty dẫn đầu toàn cầu về ô tô siêu sang, với bề dày lịch sử lâu đời của mình để sản xuất ra những chiếc xe được thiết kế và lắp ráp tỉ mỉ hướng đến tầng lớp quý tộc. Dù là quý tộc hay giới nhà giàu mới ở Hollywood, cân đối khổng lồ, bên trong lộng lẫy và xuất sắc từ sau tay lái. Xe Rolls-Royce không có đối thủ thực sự và nằm trong số những chiếc xe và SUV thoải mái nhất mà tiền có thể mua được. Sau đây bảng phân tích giá chiếc xe siêu đỉnh của Rolls-Royce. Rolls-Royce Red giá bao nhiêu là chiếc SUV đầu tiên do Rolls-Royce chế tạo? Cullinan kết hợp lịch sử lâu đời của nhà sản xuất ô tô này về khả năng vận hành và tiện nghi cao cấp với khả năng di chuyển mọi lúc mọi nơi. Mặc dù không phải là một tay đua địa hình hạng nặng, Cullinan vẫn sử dụng cơ V12 để leo qua các chướng ngại vật và đào bùn nhờ hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Bên trong, chiếc thể thao đa dụng khối vuông vắn bảo toàn danh tiếng của Rolls-Royce với cabin được thiết kế sang trọng đi kèm với tính thực dụng của một khoang chở hàng rộng rãi. Cullinan bắt đầu từ $330,000. Rolls-Royce đòn giá bao nhiêu nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó thể thao hơn một chút, ít nhất là về ngoại hình, chiếc coupe Rolls-Royce Red mang đến với đường mái dốc, mui xe dài và cửa bản lề phía sau. Động cơ V12 6,6 lít sản sinh công suất 624 mã lực mang lại cho chiếc Red dẫn động cầu sau mạnh mẽ, nhanh chóng đáng kể trong 4,3 giây đến 60 dặm một giờ. Tuy nhiên, chủ sở hữu có nhiều khả năng đánh giá cao khả năng hấp thụ mọi xúc phạm từ thế giới bên ngoài và sau đó lọc nó qua vẻ lịch sự của Rolls-Royce. Giá nhập của mẫu mui cứng hai cửa duy nhất của Rolls-Royce là $343,350. Rolls-Royce Phantom giá bao nhiêu? Phantom là định nghĩa của sự sang trọng bậc nhất. Chiếc sedan khổng lồ này tạo ra sức ảnh hưởng và sự kinh ngạc không giống bất kỳ chiếc ô tô nào khác trên thị trường. Và đó là trước khi bạn mở cửa và nhìn vào bên trong cabin được chế tạo thủ công bằng cách sử dụng các vật liệu chất lượng cao, độc quyền nhất hiện có. Mặc dù V12 563 mã lực của nó cung cấp tất cả mã lực tăng áp mà người lái có thể muốn, nhưng phần lớn Phantom 460.000 ước tính là nhằm nâng cao trải nghiệm của những người nép mình trong khu vực phía sau xa hoa của nó, nơi họ có thể ngắm nhìn thế giới trôi qua bởi từ phía sau lớp áo giáp của sự sang trọng choáng ngợp của chiếc xe. Khi chưa đủ, hãy có Rolls-Royce Phantom Extended. Như tên cho thấy, Extended kéo dài trục cơ sở của Phantom và lắp ráp lại dưới dạng một chiếc limousine, cung cấp không gian rộng rãi cho hai hành khách phía sau uống rượu và dùng bữa trên những quãng đường dài và ngắn. Mặc dù giá khởi điểm ở mức $550,000 ước tính, Phantom Extended thường là tấm bạt cho bộ phận đặt hàng riêng của thương hiệu, cung cấp khả năng tùy chỉnh vô tận trên mọi khía cạnh của trải nghiệm. Rolls-Royce thường đặt một khoản phí 6 con số khác lên trên MSRP của nó. Rolls-Royce Ghost mở rộng giá bao nhiêu? Rolls-Royce Ghost có thể là thành viên có giá cả phải chăng nhất trong dòng sản phẩm của thương hiệu Anh Quốc. Nhưng đừng nghĩ rằng nó thiếu bất kỳ sự hiện diện đáng kinh ngạc nào trên đường phố hoặc sự sang trọng lắp ráp thủ công mà hãng xe nổi tiếng. Ghost 4 cửa được bán lẻ với giá $311,900 và nó mang lại một chuyến đi sang trọng không thể chê vào đâu, được kết hợp với trải nghiệm lái hấp dẫn đáng ngạc nhiên nhờ phiên bản 563 mã lực, động cơ V12 tăng áp kép của công ty, cách ly triệt để với thế giới bên ngoài và có hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Ghost là một chiếc sedan đa dụng, vượt trội hơn hẳn các huy hiệu của BMW và Mercedes-Benz. Có lẽ bạn có ý định lái xe hơn là lái Ghost của bạn. Trong trường hợp đó, Rolls-Royce đã có một phiên bản trục cơ sở dài của chiếc xe nhằm hướng đến những người thích tận hưởng cảm giác siêu sang độc quyền từ hàng ghế sau. Có một khoản phí bảo hiểm phải trả cho chiếc Rolls-Royce Ghost Extended trị giá $380,000. Gói tất cả các tính năng của mô hình tiêu chuẩn vào một gói kéo dài cho phép chủ sở hữu cũng có thể thoải mái nhờ không gian rộng rãi hơn.
những người sành sỏi sẽ đánh giá cao hệ thống lái 4 bánh của Ghost Extended giúp nó cắt vòng quay ở tốc độ thấp hơn trong khi cải thiện độ ổn định trên đường cao tốc. Không có gì ngạc nhiên khi giá các mẫu xe Rolls-Royce có xu hướng hơi cao. Bạn sẽ phải trả bao nhiêu để được chiêm ngưỡng Spirit of Ecstasy trong nhà để xe của chính mình? Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.